Không, chị chơi suốt từ chị. Đừng lúc có ăn đi. Giống mình giống luôn. À, lên. Để sẵn nó. À. Mình lúc cơm ăn đi. Đó không ăn hả? Đó đó không được ăn hả? Nó được ăn không? Dạ không được. À, ba con này cho mẹ hết đúng không? Ăn hết đi, không thì làm. Đâu mua nhiều nhiều lên 5 con.
hai ký đây của tôi đây, cái của anh để mua, anh mua 3,5 ký. Đó 2 ký vậy? 500 ngàn. Ừ, thì anh để cho thằng Hưng ở nhà, mấy người con nó. Chặn nhà. Anh về phát nó nguội luôn, nó dậy thế. Lúc vừa về nhà vừa có điện đấy. Thế mà anh vừa đốt 5 phút xong anh quay quay lại nó mất điện mù mé. Cứ nhìn về nhà sao? Đâu lót có không? Có, nhà mới có mà. Phút trước có sáng luôn, đừng phút nữa mà vậy. Má gọi đốt cho. Đừng đập nha, đập mèo chặn ra. À. Nguyên thuyên này. Bữa này. Đứng đập đó vấn đề với xí nhậu đập chặt có tối mẹ không ở nhà sao ăn cua cua ăn giờ mát ngố ăn cua mát là con nóng ăn cua ngay giờ mát ăn nóng đốt đúng rồi đốt măng hả ừ. Đúng không các bạn cua một con cua to lắm đốt như ba con mẹ thấy có con nhỏ nhỏ con nói cho đó nửa con của con đó anh chia sẻ được rồi con thôi à thế nhá quên mất nè tí biết thằng nào thì không nên gọi điện lại không nên gọi điện lại gì nữa thì đi thằng nào lắm sức nhéo đó phải nhéo một cái mỏ to đó mà đâu ở đâu khi mà gọi đó thì xảy ra với mẹ có thể kiểu giờ mình bóc về con cua nó sẽ thuộc email. Dậy nha. Toán lắm nhỉ. Để mà gọi nha. Gặp nhau chặn giờ. Rồi có đây. Ông có đây không có được đâu. Thì bắt đầu đi. Điện hôm nay.
học không? Ba mẹ học không? À đúng, không có đồ gì mua, là mua muốn cua rồi. Muốn cua rồi, rồi gì? Để nghĩ cái gì? À, mua sò bỉ, không mua mấy cái đồ trang trí á. Trang trí cái đêm chỉ có, đấy là cái khu nghỉ dưỡng mình đâu có bán hàng rong nhiều đâu. Chán ra. Nhưng nằm đi. Tóc phải như mèo đâu mà. Tóc phải như mèo đâu. Sao máu tự xây được không vậy? Thổi gió thổi. Nó thổi sao mà nó xây từ trái sang phải được? Được. Yeah. Kìa. Thổi nó quay chứ. Trận nhà nó chắc đó, này vừa đi đâu mẹ, mặc áo sexy đây, anh vừa nói đúng đi học đấy, đi học gì đó, đấy, anh đi học đây, áo này áo đi học cái gì, mẹ, vậy cúp điện mà có hai cái bán không?
Đó, con ở trong buồn ngủ quá. Ngủ đây đi. Trời ơi, cái mặt này mà kêu à. Ngọc thích mê giờ nhé. Nếu mà ngủ thì...
Đi để cho em đóng ngay ghê ta.